Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin giữa bầu cử Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump áp tăng thuế hàng Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sắp áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với lốp xe hơi và xe tải nhập từ Việt Nam. Một trong lý do mà Mỹ đưa ra là tiền đồng của Việt Nam bị định giá thấp. Đây là lần đầu tiên Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống trợ cấp căn cứ vào giá trị của một loại ngoại tệ. Bộ này cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 11 và hãng truyền thông Bloomberg đã dẫn lại. Đây là hình ảnh lốp xe Kasumina được sản xuất tại Việt Nam. Mức thuế dao động từ 6,2 cho đến 10,08%. Tin của Bloomberg cho biết Hoa Kỳ nhập khẩu lượng lốp xe hơi từ Việt Nam có giá trị khoảng 469,6 triệu đô la trong năm 2019. Theo quyết định sơ bộ này, thể hiện một quá trình mới rất quan trọng đối với nghị trình thương mại nước Mỹ trên hết. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Vivek Roach cho biết trong tuyên bố như vậy. Và chính quyền của ông Trump sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề này, đảm bảo ngành công nghiệp của Mỹ cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng, ông nói. Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ tình hình kể từ khi vấn đề được nêu ra. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Dương Hoài Nam cho biết trong cuộc họp báo tại Hà Nội khi được hỏi về việc Mỹ đánh thuế. Chúng tôi đã giải thích cho Hoa Kỳ về các chính sách liên quan của chúng tôi. Trong cuộc gặp hồi tháng trước với ông Adam Butler, người đứng đầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ không sử dụng đồng tiền quốc gia để tạo lợi thế cạnh tranh cho các lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Và việc đánh thuế xảy ra tiếp sau thông báo hồi tháng 10 của chính quyền ông Trump về cuộc điều tra thương mại của Mỹ đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam. Cuộc điều tra cũng tìm tòi cả về việc Việt Nam nhập khẩu gỗ bất hợp pháp. Bộ Thương mại Mỹ sẽ hướng dẫn cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ thu tiền tạm ứng từ các nhà nhập khẩu lốp xe du lịch từ Việt Nam dựa trên tỷ giá sơ bộ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ Vivek Roach. Bộ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế vào ngày 16 tháng 3 năm tới hoặc có khoảng đó, cũng là lúc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ này. Thủ tướng Việt Nam trong cuộc gặp với ông Butler đã đề nghị chính quyền ông Trump có đánh giá khách quan hơn về thực tế ở Việt Nam và nói rằng việc sử dụng đồng tiền quốc gia để đạt được lợi thế sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, niềm tin của người dân và nhà đầu tư, đồng thời gây tổn hại kinh tế của Việt Nam. Cuối năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ DOC vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 đã thông báo chính thức quyết định áp thuế cao nhất tới 456% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. Trong thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan này đã phát hiện một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan vốn đã né tránh chống thuế phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ. Theo kết luận của DOC, việc sản xuất hai loại thép này sau khi nhập khẩu Việt Nam là chuyển đổi không đáng kể, giúp lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ giá mà Mỹ đang áp dụng đối với sản phẩm của Đài Loan và Hàn Quốc. Đây là hình ảnh thép cán nguội sản xuất tại Việt Nam. Do đó, DOC sẽ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế tạm thời với hai sản phẩm thép nói trên nhập khẩu từ Việt Nam thông qua việc thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu. Trong trường hợp thép cán nguội và thép chống ăn mòn được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế trong vụ việc này. Bộ Công Thương cũng đã cảnh báo và khuyến nghị các doanh nghiệp về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại để doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp. Đặc biệt phải chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của Việt Nam bị vạ lây từ Trung Quốc. Từ cuối năm 2017, DOC cũng cho rằng thép carbon chống ăn mòn thường được gọi là tôn mạ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam có việc lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp khi được sản xuất từ thép cán nóng của Trung Quốc. Do đó, hai sản phẩm này từ Việt Nam nhập vào Mỹ phải chịu mức thuế 199,4% và 39,5% đối với tôn mạ và mức thuế chống bán phá giá là 265% và thuế chống trợ cấp là 256% mà Mỹ đang áp dụng cho các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Và Bộ Tài chính Mỹ phát hiện Việt Nam
chủ tâm phá giá đồng tiền. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một điều tra mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ cho biết cuộc điều tra chống trợ cấp giá của Bộ Thương mại Mỹ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam cho rằng Việt Nam chủ tâm định giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Một phần bằng sự can thiệp của chính phủ theo một cách đánh giá mới được gửi đến Bộ Thương mại Mỹ. Đánh giá được thực hiện cho cuộc điều tra chống trợ cấp giá của Bộ Thương mại Mỹ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam mà Bộ Tài chính Mỹ công bố trên trang web chính thức vào hôm 24 tháng 8 cho biết, chính phủ Việt Nam có hành động thao túng tỷ giá hối đoái để định giá đồng tiền thấp hơn giá thực. Một quy định mới của chính quyền của Tổng thống Trump vào hồi đầu năm nay cho phép Bộ Thương mại Mỹ xem xét việc định giá thấp tiền tệ là một yếu tố trong việc quyết định các loại thuế chống trợ giá đối với một số đối tác thương mại. Và đánh giá của Bộ Tài chính Mỹ gửi cho Bộ Thương mại Mỹ được Bloomberg và hãng Reuters trích dẫn cho biết thông qua Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam đã mua ròng khoảng 22 tỷ đô la ngoại hối vào năm ngoái, đẩy tỷ giá hối đoái thực của tiền đồng Việt Nam giảm từ 3,5 cho đến 4,8%. Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc thao túng tiền tệ này dẫn đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa là 23.224 đồng ăn 1 đô la Mỹ vào năm 2019, thấp hơn khoảng 1.090 đồng so với tỷ giá hối đoái thực. Đồng tiền Việt Nam được giao dịch ở mức 23.174 đổi 1 đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng vào hôm 26 tháng 8. Đây là hình ảnh tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam chưa lên tiếng trước đánh giá này của Bộ Tài chính Mỹ, nhưng tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết ông rất lo ngại về thông tin này và cho rằng Việt Nam nên hợp tác với phía Mỹ để trình bày một cách rõ ràng. Ông nói, tôi không nghĩ là Việt Nam chủ động giảm giá đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la Mỹ. Bởi vì Việt Nam trong thời gian vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch tả châu Phi nên giá thịt heo tăng lên, giá nhiều mặt hàng cũng tăng lên mà Việt Nam không có khả năng cân đối và do đó đồng tiền Việt Nam mất giá. Tôi không thấy có chủ đích phá giá đồng tiền Việt Nam để có lợi. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ được xem là một dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể viện dẫn Việt Nam vi phạm lần thứ hai trong báo cáo bán niên và chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại lớn. Trong lần công bố báo cáo hồi tháng 1, Việt Nam bị đánh giá là đã vi phạm một trong ba tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá một quốc gia thao túng tiền tệ. Cụ thể là quốc gia Đông Nam Á này đã vượt ngưỡng báo động về thặng dư hàng hóa song phương, hay nói cách khác, Việt Nam hưởng xuất siêu 47 tỷ đô la sang Mỹ, mức cao thứ 6 trong số các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ. Với việc vi phạm một tiêu chí, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia cần giám sát về hành động thao túng tiền tệ. Các nền kinh tế vi phạm ít nhất 2 tiêu chí sẽ bị đưa vào danh sách bị giám sát của Mỹ. Và Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 6 nói rằng họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra của Mỹ về vấn đề này và sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về việc trợ giá và định giá thấp tiền tệ cho phía Mỹ để họ có được cơ sở và dữ liệu đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Vào hồi cuối tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở cuộc điều tra chống phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam và ba quốc gia khác của châu Á và xem liệu các quốc gia sản xuất ở Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Cuộc điều tra được Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân và những ngành thép Mỹ đại diện cho công nhân đang làm việc tại các xưởng nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross vào hôm 24 tháng 8 cho biết rằng bộ của ông coi trọng những lo ngại về các hành vi thương mại không công bằng. Trong loạt bài đăng tải trên trang tweet dường như liên quan đến đánh giá của Bộ Tài chính Mỹ vừa qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ nói chúng tôi sử dụng mọi công cụ sẵn có để chống lại chúng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào chúng tồn tại. Hoa Kỳ là một thị trường xuất khẩu rất quan trọng đối với Việt Nam, cho nên việc đánh thuế vào các mặt hàng Việt Nam sẽ gây ra bất lợi rất lớn. Tiến sĩ Doanh, cựu thành viên nhóm cố vấn của Thủ tướng Chính phủ nhận định về khả năng Mỹ sẽ đánh thuế thêm lên các hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vì việc này. Đây sẽ là một tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam vì rất có thể xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ giảm và như vậy các ngành hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ mất công ăn việc làm. Cùng với tác động của viêm phổi Vũ Hán, nó sẽ rất tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam hiện đang có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 35 năm qua, theo đánh giá của World Bank là Ngân hàng Thế giới, và hiện nay có khoảng 30 triệu người dân Việt Nam thất nghiệp vì ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Kể từ khi bắt đầu chính quyền Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi xướng 286 cuộc điều tra mới về chống phá giá và chống trợ cấp, tăng 267% so với giai đoạn tương tự ở chính quyền trước, theo Bộ trưởng Ross cho biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020 với bản tin Giữa bầu cử, chính quyền Tổng thống Trump áp tăng thuế hàng Việt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi Thời báo .d để cùng biết những thông tin nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.